Chào mừng bạn đến với kênh YouTube Bản tin 24 giờ. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn có những giây phút thư giãn vui vẻ. Đối thủ của tuyển Việt Nam chạy đã ấn tượng bằng chiến thắng hủy diệt. Đội tuyển Oman, đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở lượt đấu vào tháng 10 ở vòng loại World Cup 2022, đã thi đấu ấn tượng khi vùi dập Nepal với tỷ số 7-2. Để chuẩn bị cho trận đấu với Úc và Việt Nam ở loạt trận vòng loại World Cup 2022 vào tháng 10, Đội tuyển Oman đã tập trung từ khá sớm và đêm qua, họ đã có trận giao hữu với Nepal tại Qatar. Trước đối thủ thua kém về nhiều mặt, đoàn quân của huấn luyện viên Jan Ivan đã thể hiện sức mạnh khủng khiếp khi giành chiến thắng với tỷ số 7-2. Ngay ở phút thứ 9, Oman đã có bàn thắng bàn thắng mở tỷ số do công của Famiset. Sau đó tới phút 21, Mosin Doha đã nâng tỷ số lên 2, không cho đại diện Tây Á. Cuối hiệp 1, Nepal đã có bàn gỡ 1 đến 2 do công của Ananta Tamang. Tuy nhiên, sang hiệp 2, Oman đã thể hiện bộ mặt hoàn toàn khác. Ngay trong 3 phút đầu tiên hiệp đấu này, họ đã có hai bàn thắng do công của Mohsin Joha và Mohsin Ansani. Tiếp đà hưng phấn, Oman đã có thêm 3 bàn thắng của Abdulaziz Al Mubali, phút 60, 65 và Sami Al Jamazi, phút 76 để vượt lên dẫn trước 7 đến 1. Cũng như hiệp 1, Nepal có được bàn thắng an ủi ở những phút cuối trận đấu. Trung cuộc, Oman đã giành chiến thắng với tỷ số 7, 2. Thực tế, đối thủ Nepal quá yếu để có thể kiểm chứng sức mạnh thực sự của Oman. Tuy nhiên, có thể thấy qua trận đấu này, cộng thêm hai trận gặp Nhật Bản và Saudi Arabia, có thể thấy Oman thi đấu thiên về thể lực. Những cầu thủ tuyến trên của đội bóng này rất nhanh, mạnh, cũng như nhiều đội bóng Tây Á khác, Oman chơi bóng ngắn và mạnh ở khả năng tấn công biên. Đội tuyển Oman bắt đầu sang Qatar tập huấn chuẩn bị cho hai trận đầu với Úc vào ngày 7 tháng 10 và đội tuyển Việt Nam ngày 12 tháng 10 kể từ ngày 20 tháng 9. Trước đó, Họ đã tập luyện ở quê nhà từ ngày mùng 10 tháng 9. Đáng chú ý, trong đợt tập trung này, huấn luyện viên Jan Ivan đã triệu tập tới 6 tiền đạo, điều đó cho thấy ông đang muốn chăm chút cho hàng công. Trong hai trận gặp Nhật Bản và Saudi Arabia, họ mới ghi một bàn vào lưới đối thủ. Việc ghi 7 bàn vào lưới Nepal giúp cho Oman tạm bớt mối lo trên hàng công. Tuy nhiên, họ vẫn đang tìm kiếm những phương án tấn công mới trong thời gian tới.